lần thứ ba có đòn lên đòn lắc đầu công nhân lên tài khoản phố kia lên đây trình diện với tử thần coi dân đang ngồi trong bóng tối của tử thần và thấy được ánh sáng coi một ánh sáng của mình lóe lên cho chúng ta thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Một vì sáng thứ hai đã lên con được cái gì được chia sẻ cho mọi người. Thưa cha và cộng đoàn, con được nhiều ơn quá rồi mà con cũng không làm chứng được. Hôm nay con cố gắng cố đi làm chứng cho Chúa nè. Con tưởng nó chết lần này là thứ bốn nhưng con vẫn không chết được. Chúa vẫn cho con sống thì con chỉ nhắn tin cho cha là cha cứu con lần này là con đã bị đường ruột nữa mà bây giờ con hút cháo không hút được. Con hút đi nước nó hút bất tử lên xuống dưới nhưng mà con nhắn cho cha đấy nè. Từ lúc tự này là con nói là bây giờ chỉ cho con là tỉnh lệnh là con đi vào cứu Chúa chứ con cũng không ở nhà nữa. Thì đúng thật sự là con bắt lại con ăn được hai bữa cơm mỗi lần rửa bát cái nào con đi luôn. Là con lên xe con thay nhưng mà con vẫn nằm ở trên xe nhưng con vẫn đi. Nhưng mà con vào đây là con mừng quá rồi mà bây giờ là con hết mọi bệnh mà con rất nhiều bệnh cả đường ruột rồi đau các kiểu không còn thiếu chỗ nào hết mà con không đứng lên được. Nhưng mà bây giờ là con đã ăn đi làm được 1.5 tháng rồi. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con là Maria Kimmer ở mãi người Bắc ạ, mà nhà thờ Tâm Tẩm ạ. Vâng ạ. Địa phận xứ Tâm Tẩm ạ, Thanh Hóa. Vâng ạ. Mà ở Nga Liên đấy ạ. Con chẳng nặng được cái gì 15 năm nay nhưng mà tới hôm rồi là con đã đi làm lớn được rồi. Được 1 tháng tới là mẹ con lên xe về xong là về hôm qua con lại đi. Con bảo con là đi hai mẹ con mình lại làm. Giờ không cần Tết con lại cứ đi vào cứu Chúa. Chứ còn bây giờ là ở nhà ăn Tết nó ngon lành nhưng mà đến với Chúa thì vẫn hơn là con rất thích con đi. Không ai cũng bảo tôi sao mày lại đi vậy thì ngày Tết thôi không. Ngày Tết nhưng mà lại không thích Tết bằng đến Chúa. Thì con con bảo vậy mày đi cho tao gửi được rồi thì ai gửi cứ đưa đến. Thì là con nhận. Con nhận nhưng mà cứ lúc nào con đi để con không biết. Vậy là có tối này đến sáng nay là mẹ con lên xe thì họ bảo con là đến 2-4 giờ lên xe. Nhưng mà chiều hôm nay ra là 4 giờ chiều nào họ bảo con là lên xe gấp. Thì chị con ở nhà khóc sợ con là đi mày mẻ làm sao. Con bảo ơi Chúa đưa đi Chúa đưa về. Con yên tâm hai mẹ con mình là sẽ Chúa đưa đi sẽ Chúa gìn giữ đưa mẹ con mình về đến nơi đến chốn không việc gì hết. Không lo gì hết. Con lên xe say con vẫn chỉnh vơ không việc gì. Con dám chấp nhận những gì các công đồ bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới mà theo Chúa, đây bỏ Tết mà theo Chúa, bỏ Tết ở quê mà đến với giáo điểm này, ăn Tết ở giáo điểm này để có Chúa lòng thương xót. Đây là một cái sự lựa chọn mà các công đồ đã lựa chọn khi mà đi theo Chúa. Rồi, con đem cái này về nha, rồi mấy ngày Tết mà nghe nha, rồi Tết đến đây đi lễ nha. Có mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết là chúng ta có 3 ngày hành hương thi niên đầu năm. Đó là một cái sự lựa chọn dám bỏ Tết và theo Chúa. Mà ta bỏ Tết mà theo Chúa thì gặp Chúa ta lại vui hơn Tết. Nó lại lạ chứ không phải mình bỏ Tết mình theo Chúa rồi mình buồn quá vì không có Tết. Ta phải hát con đi đến xuân này mẹ chờ tìm con thì thấy mai vàng nở đang đến mới phải khóc lóc không bỏ quê lên đây ăn Tết mà lại còn vui hơn Tết vì mình đã gặp được Chúa rồi. Khi mình có Chúa rồi trong người mình ánh sáng nó bừng lên trong đêm tối rồi thì lúc buồn nó không còn thế lúc nào cũng vui như Tết. Ta cứ gặp gọi là vui như Tết phải không? Sau mặt mà sau mặt cũng đã vui như Tết vậy. À, tại vì tôi có Chúa. Thế chứ, tôi có Chúa là đấng ánh sáng chiếu rọi vào trong tâm người của tôi. Cho nên tôi vui như Tết là như vậy. Còn nếu mà chúng ta không có Chúa thì có đón Tết ở đây, ở kia, ở chỗ nọ, ở chỗ này, ở chỗ khác nó vẫn cứ buồn như trống cảnh. Nó buồn lắm. Vì không có Chúa, ăn xong rồi lại thấy chán, nhậu xong rồi lại thấy buồn. Rồi thì đánh bài rồi làm mọi thứ, xong rồi lại cũng thấy ê chề, ê hề, quải chề động. Nhưng khi mình đã có Chúa rồi, mình hành hương đầu năm về đây,
3 giờ mình cầu nguyện lòng Thiên Chúa Giê-xu, rồi 4 giờ mình thánh lễ, mùng 1 mình cầu bình an cho quốc thái dân an, mùng 2 mình cầu cho ông bà tổ tiên, mùng 3 mình cầu xin Chúa thánh hóa công việc của mình để cho mùa màng, để cho công việc được mọi sự thuận lợi. Có phải vui hơn Tết nhưng chứ không phải là chỉ vui như Tết, mà có Chúa còn vui hơn Tết nữa thưa anh chị em. Từ thần có gọi mình đi được nữa không? Từ thần không gọi mình đi được đâu thưa anh chị em. Vì nếu mà tử thần mà gọi chúng ta thì tử thần cũng thua, vì ánh sáng huy hoàng chiếu rọi vào những ai đang ngồi trong bóng tối của tử thần, bóng tối của sự chết. Mà sao chưa chết mà lại ngồi trong bóng tối của sự chết là sao? Đấy không? Chưa chết mà lại ngồi trong bóng tối của sự chết là sao? Hả? À, tôi chưa chết mà tôi lại ngồi trong bóng tối của sự chết là sao? Hả? À, là sao? À, chị đốc, chị trả lời, có thể chạy chạy lên thầy coi, chị trả lời cho tôi biết là tôi chưa chết mà tôi lại bảo là tôi ngồi trong bóng tối của sự chết là tôi ngồi ở đâu? Dạ, ngồi trong tôi là đẻ nha. Dạ, cho một tràng pháo tay kia chị em.